Linh cảnh hành giả chương 1820, phi nhạc, ba. Văn tự gì? Khóe miệng triệu thành hoàng lại giật một cái, văn tự cổ đại, không nhận ra. Mọi người nhìn về phía hạ hầu ngạo thiên, người sau chống nạnh ngẩng đầu, anh viết xuống. Triệu thành hoàng từ ô vật phẩm lấy ra một cây đoạn đao, viết một chữ ở đất bùn bên đầm nước. Mọi người vẽ mặt ngẩn ra. Hạ hầu ngạo thiên gồ một tiếng, trung đỉnh văn, chữ này là ý tứ chó chó mọi người vẫn là vẻ mặt ngẩn ra hạ hầu ngạo thiên nhúng nhúng vai dù sao chữ là ý tứ này đủ rồi nét bút của các người khiến tôi không cách nào chịu nổi xuống nước đi anh gà đỏ thấy đều là những tin tức vô dụng rốt cuộc không nhịn nổi nữa cắm đầu vào trong đầm nước trương nguyên thanh nghĩ một chút nói xuống nước đi ở nơi này đoán mò cũng vô dụng triệu thành hoàng đã tổn thất hai âm thi lại để âm thi đi làm vật hy sinh như vậy cũng vẫn không có thu hoạch, tổn thất vô ích mà thôi. Hắn khoác thêm pháp bào âm dương, lao vào trong đầm, theo anh gà đỏ cùng nhau xuống nước. Mọi người bên đầm lần lượt lấy ra đạo cụ thủy quỷ, phốc phốc lần lượt nhảy cầu. Nước đầm lạnh lẽo, trong suốt, nổi rất nhiều vi sinh vật như bụi bặm sau 5 mét, đáy đầm liền hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thành viên tiểu đội ban phái nhẹ nhàng đông đưa thân người, khống chế dòng nước, đi xuống mãi, 2-3 phút sau đến đáy đầm trương nguyên thanh xa xa thấy bóng dáng anh gà đỏ hỏa sư không có đầu óc đang chui vào trong một cái hành lang tối đen hắn nhanh chóng đuổi theo cùng anh gà đỏ một trước một sau tiến vào hành lang hành lang khúc chiếc hướng lên trên vài phút là tới cuối ào anh gà đỏ nhảy ra khỏi đầm nước cẩn thận nhìn quanh trương nguyên thanh từ phía sau hắn chui ra ở bên đầm nước nhẹ nhàng chống một cái nhảy ra khỏi đầm nước ánh lửa màu đỏ sậm dâng lên hơi nước trên người vang lên xèo xèo trương nguyên thanh vừa chưng khô thân thể ướt sũng vừa nhìn quét hang động hang động không tính là quá lớn khoảng gấp đôi hang động tiết dụng minh quỷ trung ương hang động dựng một cỗ máy móc kim loại cao 3 mét nó có bệ vuông vắng nặng nề đúc từ đồng xanh dài rộng cao đều là một mét trên bệ dựng một phần trăng non đúc từ đồng thau giống như một chiếc thuyền nguyệt nha nổi ở mặt nước giữa hai đầu trăng lưỡi liềm nhòn nhọn lơ lửng một quả cầu đồng thau to bằng quả bóng đá do những khối nhỏ vuông vắng tạo thành giống như rubik mỗi một khối rubik nhỏ đều in chung đỉnh văng vặn vẹo ào ào tiếng lao ra khỏi mặt nước liên tiếp vang lên đám người quan nhã tiểu viên lục tục nhảy ra khỏi đầm nước thiên hạ quy hỏa đè bả vai hạ hầu ngạo thiên cùng triệu thành hoàng bằng vào năng lực khống chế lửa xuất sắc chân khô hơi nước đồng thời quan sát cảnh tượng trong hang động chân khô nước một phen. Trương Nguyên Thanh ném pháp bào âm dương cho quan nhã. Thật sự có tin trung báo quốc. Anh gà đỏ đá đá tấm bia đá, lại chỉ vào máy móc kim loại nơi xa, nói. Nguy hiểm có phải đến từ thứ đó hay không? Tiểu viên vẫn luôn trầm mặt đột nhiên nói. Chưa chắc, cũng có khả năng là bên trên. Cô chỉ chỉ đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đỉnh hang đá trải rộng lỗ thủng tối đen to bằng vải nước. Vì sao? tôn miễu miễu vừa ngẩng đầu vừa hỏi hai thi thể địa điểm tử vong khác nhau tiểu viên giải thích âm thi thứ nhất chết ở phía dưới lỗ thủng âm thi thứ hai chết ở cạnh máy móc có đạo lý tôn miễu miễu gật gật đầu quan nhã a một tiếng hai âm thi đều là bị vật sắc chém đầu nếu nguy hiểm đến từ đỉnh đầu trên mặt đất đã lưu lại vết kiếm nhưng không có cho nên nguy hiểm đến từ máy móc kim loại tiểu viên nhìn cô một cái cô nói cái gì vậy là cái đó quan nhã ngoài cười nhưng trong không cười cảm ơn khụ khụ trương nguyên thanh đánh gãy tranh chấp đúng lúc nói triệu thành hoàng anh dùng tượng binh sĩ thử xem bây giờ quan trọng nhất là làm rõ quy tắc của hang đá này phương thức công kích cường độ công kích của nó vân vân triệu thành hoàng lập tức lấy ra trương đồng xanh triệu hồi ra linh phó thao túng một bức tượng binh sĩ đồng xanh tới gần mọi người nhìn chằm chằm tượng binh sĩ kiên nhẫn chờ đợi, loại thời điểm này, chỗ tốt của việc trong đội ngũ có thần giả du liền thể hiện ra. Vĩnh viễn có vật hy sinh dò mình. Tượng binh sĩ thông suốt đi qua máy móc kim loại, lượng một vòng ở trong hang đá, chưa gặp bất cứ công kích nào. Kết quả này khiến mọi người vừa mờ mịt vừa bất ngờ. Âm thi sẽ gặp công kích, nhưng tượng binh sĩ sẽ không. Khác biệt giữa đôi bên là cái gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tượng binh sĩ là vật chết, là vật phẩm mà âm thi tuy không có sinh mệnh nhưng âm vật cũng là một loại sinh vật tri thức chuyên nghiệp của tôn miễu miễu vẫn là rất vững chắc nếu thu mọi người vào trong mũ đỏ nhỏ sau đó thi triển năng lực điều khiển vật ném qua thì sao trương nguyên thanh đột phát ý tưởng kỳ lạ nghĩ đến liền làm hắn lập tức lấy ra mũ đỏ nhỏ cùng triệu hồi ra y xuyên mỹ lợi dụng năng lực ngự vật của linh phó ném mũ đỏ nhỏ ra ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, mũ đỏ nhỏ phiêu phiêu đảng đảng tiến lên, lúc đi qua máy móc kim loại, bên trong cơ quan vũ khí này bỗng nhiên truyền đến tiếng chấn động ong ong. Theo tiếng bánh răng chuyển động và cần gạt thúc đẩy vang lên. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nhắc nhở, chính là tiếng này, nó sắp công kích rồi. Trong nền máy móc kim loại truyền đến bánh răng vận chuyển tốc độ cao và trục nối truyền lực trích gào, cả cổ máy móc kim loại kịch liệt chấn động hẳn lên, giống như động cơ công suất quá tải. Ngay sau đó, hai đầu trăng non đúc đồng thau bắn ra hồ quang màu vàng, lách tách tiếp nối ở trên quả cầu đồng thau. Quả cầu đồng thau chợt vang lên, trăng rắc, từng khối vuông kim loại kết cấu chặt chẽ tản ra, nhanh chóng chuyển động như Rubik. Sau đó dừng hình ảnh, một khối vuông kim loại di động đến vị trí trung ương quả cầu đồng thau, bên trên viết một chữ chung đỉnh văn siêu siêu vẹo vẹo. Chính là thể chữ triệu thành hoàng vừa rồi viết xuống bên đầm nước cẩu. Quả cầu đồng thau bắn ra một đạo hồ quang dày đặc, vặn vẹo, trúng mũ đỏ nhỏ đang bay. Mũ đỏ nhỏ nhất thời rơi xuống, thân mũ sáng lên hồ quang nhảy nhót, tánh tắt. Y xuyên Mỹ thử thao túng mũ đỏ nhỏ, nhưng năng lực ngự vật không có tác dụng. Không thể ngự vật. Y xuyên Mỹ quỳ mọc xuống, vểnh mông lên cao cao, giọng nói thầm chứa sự chờ mong. Y xuyên Mỹ làm việc bất lực, xin chủ nhân hung hăng quốc roi ta, đừng thương tiếc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tôn miểu miễu cùng triệu thành hoàng lập tức trở nên cổ quái đặc biệt tôn miễu miễu, vẻ mặt phức tạp nhìn nguyên thủy thiên tôn. Không ngờ hắn là loại người này. Trước công chúng, ngươi nói hô nói vượng cái gì thế, ta không nên thả ngươi ra. Gia mặt trương nguyên thanh run rẩy, để sau lại thu thập ngươi. Há mồm nuốt y xuyên mỹ trở lại trong bụng. Hai người làm sao vậy? Quan nhã quan sát lời nói vẻ mặt, từ trong vẻ mặt của hai vị tinh quan thái nhất môn, đã nhìn ra manh mối. Cô tuy có thể cảm ứng được linh thể, nhưng không nhìn thấy, càng không nghe được tiếng linh phó nói chuyện. Y xuyên mỹ phát tác bệnh tinh thần, thỉnh cầu anh ngược đãi cô ta. Trương Nguyên Thanh chủ động thẳng thắn, cùng vẻ mặt đầy chính khí, nói: "Anh là loại người đó sao? Anh một thân chính khí, người giang hồ xưng tiểu ma nhãn, nghiêm khắc từ chối." Thiên hạ quy hỏa trầm giọng nói: "Đừng nói những lời không quan trọng đó nữa, kế tiếp làm sao bây giờ?" Quan Nhã liền không rối rắm việc này nữa, nói: "Phát động công kích quả thật là cơ quan vũ khí, nếu không có gì bất ngờ, Âm thi trong mũ đỏ nhỏ đã trúng chiêu, nhưng đạo cụ không lấy về được, không thể phán đoán Âm thi đã chịu công kích thế nào." Cô vừa nói xong, Tiểu Viên liền tiếp nhận đề tài, tóm lại không phải chém đầu, nói rõ còn có một loại phương thức công kích chưa kích hoạt, trong hang động có lẽ có hai loại nguy hiểm. Hai người vẫn đang âm thầm phân cao thấp, âm thi của mình đều ở trong mũ, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha. Trương Nguyên Thanh âm thầm lo âu, hướng ánh mắt về phía hạ hầu ngạo thiên, nói. Lúc này, liền cần nhân vật chính của chúng ta đến bày mưu nghĩ kế. Hạ hầu ngạo thiên lập tức kêu ngạo nâng cầm lên, sau đó làm bộ suy nghĩ, để tôi nghĩ chút, để tôi nghĩ chút. Hắn ở trong đầu câu thông lão gia gia trong nhẫn. Sư phụ, đây là cái gì? Không biết. Phương sĩ Tần Triều lười biến trả lời. Ngươi sao có thể không biết chứ? Hạ hầu ngạo thiên vẻ mặt nghi ngờ. Ngươi cũng là đồ cổ đời Tần, lại là phương sĩ, ngươi khẳng định từng có qua lại với mặt gia. Ngươi có phải ghen tị bản nhân vật chính tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng, muốn hại chết ta hay không? Phương sĩ đời Tần thở dài. Mỗi lần nghe ngươi nói chuyện, đều muốn từ trong nhẫn nhảy ra đánh ngươi. Hại chết ngươi đối với ta có lợi gì? Ta cũng không muốn ở lại trong linh cảnh. Không biết chính là không biết, quên rồi. Quên. Sao có thể chứ? Chính là quên, ngươi sẽ nhớ rõ chuyện trước 10 tuổi của mình sao? Sẽ không. Vậy ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta nhớ chuyện mấy ngàn năm trước? Hạ Hầu Ngạo Thiên không có lời nào để chống đỡ, nhưng không phải thật sự hết ngôn từ, mà là ý thức được một vấn đề của lão gia gia trong những ký ức không được đầy đủ. Đã gặp qua là không quên được là năng lực cơ bản nhất của học sĩ, sao có khả năng quên đi. Bởi vậy linh hồn phương sĩ đời Tần hẳn là có chút vấn đề, có thể liên quan đến riêng tư của lão gia gia, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Cho dù thân là nhân vật chính, tôi cũng không phải vạn năng nha. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm khái một tiếng. Đã dần dần quen thuộc người này, mọi người lập tức hiểu ý tứ của hắn ta cũng không hiểu. Ồ, ngay cả đồ cổ đời Tần cũng không biết trương nguyên thanh nhíu mày suy tư thật lâu nói vậy cũng chỉ có lớn mật thử cẩn thận phòng thủ tôi dẫn đội tiến lên các người theo ở phía sau rio asano triệu thành hoàng hai người phụ trách cảnh giới nguy hiểm bên trên tôi đến phụ trách đối kháng máy móc công kích người khác xem thời cơ để ứng biến rio asano là thủy quỷ có thể thân thể đón đỡ công kích vật lý lượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng là vật hy sinh có thể lặp đi lặp lại chữa trị sử dụng, hai người bọn họ ứng phó nguy hiểm trên đỉnh đầu là thích hợp nhất. Cứ như vậy, đội ngũ lấy Trương Nguyên Thanh làm đầu rồng, đội ngũ ngay ngắn có trật tự, cẩn thận đi về phía máy móc kim loại. Muốn đến cửa ra đầu kia của hang động, như thế nào cũng không vòng ra khỏi cơ quan tạo vật ở trung ương này. Ông ông! Ở lúc mọi người tới gần máy móc kim loại, trong nền của nó lại truyền đến tiếng va chạm của bánh răng vận chuyển tốc độ cao, trục nối truyền lực. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang lấy ra khiên tử kim, để mặt khiên hướng về máy móc kim loại, trầm giọng cảnh báo. Chú ý! Một màn vừa rồi xảy ra lần nữa, hai đầu răng non bắn ra hồ quang màu vàng nối tiếp với quả cầu đồng thau lơ lửng, khối vuông kim loại nhỏ chặt chẽ rời rạc ra, chuyển động như Rubik. Ở dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương mà ngưng trọng của mọi người, khối vung kim loại nhỏ trung ương quả cầu đồng thao từ cẩu chuyển đổi thành một thể chữ xa lạ là trư hạ hầu ngạo thiên cao giọng nói vừa dứt lời quả cầu đồng thao bắn ra hồ quan dày đặc bắn về phía mọi người trương nguyên thanh không chút do dự tiến lên giơ mặt khiên cản lại hết hồ quan bắn nhanh đến tách tách khiên tử kim gặp công kích cũng bắn ngược ra hồ quan màu vàng tím hai loại hồ quan màu sắc khác nhau hòa lẫn Quá trình này duy trì mười mấy giây, cuối cùng bình ổn. Trương Nguyên Thanh lắc lắc cánh tay tê dại, quay đầu nhìn về phía các đồng đội, nghi hoặc nói. Chỉ có vậy. Đám người quan nhã cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Tiểu viên bừng tỉnh đại ngộ, xem ra sát chiêu thật sự ở đỉnh đầu chúng ta. Quan nhã hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể khuất phục trước hiện thực, ngẩng đầu nhìn về phía nóc hang động, trầm giọng nói, cảnh giới đỉnh đầu, bảo vệ lưng cùng đầu mình mọi người vòng qua máy móc kim loại tiếp tục tiến lên trương nguyên thanh đi vài bước lắc lắc cánh tay phát tê nói cánh tay có chút tê không sao chứ anh gà đỏ bên cạnh hỏi không sao có thể là bị giật tê rần trương nguyên thanh nhìn hỏa sư bên cạnh tức giận nói sao anh chạy tới bên người tôi rồi chạy nhanh như vậy làm gì đã nói bảo trì đội hình anh gà đỏ nôn nóng nói là cậu quá chậm chúng tôi đều là bốn chân đi đường cậu sách tấm khiên, ba chân đi đường, tôi lập tức vượt qua cậu. Trương Nguyên Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩn ra, cái gì bốn chân đi đường. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, các đồng đội vừa ngẩng đầu cảnh giới đỉnh đầu, vừa lắc mông đi nhanh, cái đuôi ngắn gấp khúc vui vẻ vung vẫy ở sau mông. Ồ, đúng, mọi người đều là bốn chân đi đường, là mình chậm. Trương Nguyên Thanh quay đầu, nhanh chóng bước ba chân, dẫn theo đội ngũ chạy về phía cửa ra. Đợi một chút, hắn chợt dừng lại ba chân ý thức được không thích hợp trương nguyên thanh chấn động biến sắc hẳn kêu lên làm sao vậy sao mọi người biến thành heo rồi thứ đi theo phía sau nào phải người rõ ràng là một đàn heo trắng trẻo mập mạp cái tai như quạt mo lưng thon dài lại cúi đầu hắn thấy chi trước cùng chân ngắn ngủn của mình chân phải nâng lên đặt ở trên tay cầm kim loại của tấm khiên tròn chính bởi vì chân nâng tấm khiên cho nên hắn là ba chân đi đường Mặt khác, khóe mắt hắn thấy miệng cùng cái mũi thật dài của mình. Hắn cũng biến thành heo rồi. Cái gì gọi là chúng ta biến thành heo rồi? Tôn Miễu Miễu tức giận nói, chúng ta vốn là heo mà, toàn nói lời ngu xuẩn, cậu đi nhanh chút. Nói xong, cô chạy chậm vài bước, hướng về mông Trương Nguyên Thanh cho một cú heo mẹ xung phong. Trương Nguyên Thanh bị hút lão đảo một cái, tâm tình lại chìm vào đáy vực, chúng ta vốn chính là heo. Chúng ta từ khi nào biến thành heo rồi? Hắn lo lắng ngăn cản mọi người Không, mọi heo Thiên hạ quy hỏa Anh là người hay heo Hắn kêu Thiên hạ quy hỏa bình tĩnh trả lời Nếu nhớ không lầm Người là hai chân đi đường Cậu cảm thấy thế nào Anh gà đỏ nôn nóng vòng quanh đội ngũ chạy một vòng Cái đuôi heo vui vẻ đóng đưa Nói, bụng đói quá Sao còn chưa có ai đến cho ăn vậy Tôi muốn ăn cám miệng, phải tươi mới Người này biến thành heo rồi Còn nhớ mãi ăn cám tươi mới trong lòng trương nguyên thanh càng thêm sợ hãi dùng sức dụi dụi quan nhã kêu lên quan nhã em là nhân loại hay là heo quan nhã hừ hừ hai tiếng em không phải nhân loại cái giống loài ti tiện vô sĩ này đừng nói chuyện với em tìm con heo cái già kia của anh đi tiểu viên lạnh lùng nói heo cái già làm sao vậy nam nhân của cô chỉ thích heo nái già đây là điều chính mồm hắn nói với tôi mồ hôi lạnh của trương nguyên thanh vụt chảy xuống không phải vì chuyện thích heo cái già mà là sự tình quá mức quỷ dị hoang đường bọn họ tựa như trúng ma chú biến thân trong câu chuyện trẻ thơ từ người biến thành heo càng đáng sợ hơn là tư duy logic của mỗi người đều rất rõ ràng lại chưa có ai ý thức được xảy ra vấn đề mỗi người đều kiên định cho rằng mình là một con heo triệu thành hoàng anh là người sao trương nguyên thanh kêu to triệu thành hoàng lạnh lùng nói đang yên đang lành sao cậu có thể mắng heo trương nguyên thanh cũng cúng lên xoay vòng vòng nôn nóng dụi qua dụi lại ngân giao quận chúa vội vàng ngồi xổm xuống miệng heo ngậm một cái loa nhỏ nhắc nhở mọi người cẩn thận bảo vệ tốt bản thân nguyên thủy thiên tôn lên cơn điên rồi cô ngồi xổm là muốn phòng bị cái gì trương nguyên thanh giận dữ thiên hạ quy hỏa bình tĩnh phân tích yên tâm nguyên thủy thiên tôn hẳn là còn chưa tới thời kỳ động dục trương nguyên thanh tức kêu quan quát ồ ngươi thế mà có thể bảo trì nhận thức của nhân loại một thanh âm truyền vào trong đầu trương nguyên thanh trong lòng trương nguyên thanh chấn động theo tiếng nhìn về phía một con heo trắng phong lưu phóng khoáng hạ hầu ngạo thiên trên chân con heo trắng này đeo một cái nhẫn sắc đen ngươi là trương nguyên thanh dùng phương thức trao đổi của thần dạ du hỏi chúng ta từng gặp ở trong địa cung của thủy hoàng đế thanh âm kia trong già nua lộ ra ngưng trọng bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện Tình huống của các ngươi rất tệ, nhận thức của mọi người đều bị thay đổi rồi. Đúng vậy, bọn họ cho rằng mình là heo. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiền bối mau nghĩ biện pháp. Xem ra ngươi cũng chịu ảnh hưởng rồi, trở nên không quá thông minh. Phương sĩ đời từng thở dài nói, ta không giúp được ngươi, nhưng đại khái đoán ra chuyện là thế nào rồi. Chuyện là thế nào? Trương Nguyên Thanh theo bản năng truy hỏi. Hắn quả thật trở nên không quá thông minh, giống với hỏa sư, không hiểu liền hỏi, bỏ qua suy nghĩ. Đây là một loại nguyền rũ cường đại, nguyền rũ có thể biến người ta thành động vật, Mặt công dung nhập bí thuật nguyền rũ vào trong cơ quan thuật, người trúng nguyền rũ sẽ sinh ra nhận thức sai lầm, kiên định tin tưởng mình chính là một con heo. Phương sĩ đời tần nói, Ngươi cho dù nói với bọn họ một trăm lần bọn họ thật ra là người, cũng không có ai sẽ tin tưởng ngươi, bởi vì ta đã từng thử. Tiểu tử ngốc này thế mà lại nói với ta, nhân loại loại động vật ngu xuẩn này làm sao xứng đánh đồng với heo? Đầu heo là đầu thông minh nhất trên đời, mà hắn là thông minh nhất trong heo. Lão phương sĩ thở dài một tiếng, cũng may loại nguyền rủa này là có thời gian có tác dụng, sẽ không duy trì quá lâu. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt vậy thì tốt. Tốt. Phương sĩ đời tầng cười ha ha nói, ở loại địa phương nguy hiểm này biến thành heo, tốt ở nơi nào? Ngươi thử xem còn có thể mở ra ô vật phẩm hay không, có thể phóng thích kỹ năng hay không?" Trương Nguyên Thanh thử một lần, mặt heo lập tức tái nhợt, "Không, không mở ra được. Kỹ năng còn có thể thi triển không?" "Kỹ năng cũng mất rồi." Cảm giác nguy cơ trong lòng Trương Nguyên Thanh nháy mắt bùng nổ, ở trong phó bản biến thành heo lại đánh mất kỹ năng, hầu như chỉ còn đường chết. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy loại cảnh ngộ này rất quen thuộc, trước kia tựa như từng chịu đau khổ tương tự nhưng não heo không nhớ ra được hạn chế hẳn là bắt nguồn từ phi nhạc nhưng trung tâm thật sự của một cửa này là phi mệnh còn nhớ ý tứ phi mệnh không phương sĩ đời tần nói mệnh ta do ta không do trời không tin vận mệnh mới có thể phản kháng vận mệnh không tin mình là heo mới có thể phản kháng vận mệnh bị người ta xâm lược đây là khảo nghiệm của mặt tông ta đã quên rất nhiều chuyện cho nên chưa thể sớm cảnh báo Ngươi có thể giữ được bản ngã, nói rõ ngươi là người không tin số mệnh, là kẻ cực đoan nhất kiệt ngạo nhất trong đội ngũ. Chật chật, sinh ra kiệt ngạo, một thân phản cốt. Thì ra không phải kêu gào khẩu hiệu, là lời thật lòng nha. Vừa dứt lời, đỉnh đầu truyền đến tiếng bánh răng chuyển động, ong ong. Một giây sau, một con rối người cầm cương đao, từ trong lỗ thủng phía trên anh gà đỏ hạ xuống. Ánh đao lóe lên, chém về phía đầu anh gà đỏ trương nguyên thanh sợ hãi biến sắc ba vó như bay từ bên cạnh hung hăng hút về phía con rối người rầm lưỡi đao của con rối người hơi lệch lưỡi đao chém trúng sau lưng anh gà đỏ giống như dao nung đỏ hồng cắt pho mát da thịt nháy mắt nứt ra tính cả xương cột sống bị một đao chặt đứt máu tươi phun trào như suối anh gà đỏ theo tiếng mà ngã xuống đất bốn vó kịch liệt run rẩy phát ra tiếng kêu thảm thiết bên bờ vực cái chết Khung xương của con rối người này do đồng xanh chế tạo, thân thể là sắt thép cùng gỗ tổ hợp thành, đầu gối, khuỷu tay các khớp xương được khảm quả cầu bằng sắt bóng loáng, trung tâm cơ quan ngực bao trùm tấm đồng xanh khắc hoa, trong tay còn cầm một thanh cương đao nhuốm máu. Thoạt nhìn là đồ tể giết heo, không, nhìn qua liền biết là đao khách rất khó đánh. Hỏa sư là nghề nghiệp cận chiến, tuy không có phòng ngự khoa trương cùng năng lực tự lành biến thái, nhưng nghề nghiệp cận chiến cơ thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, dù bị vết thương trí mạng cũng có thể kéo dài hơi tàn rất lâu, sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng anh gà đỏ dần dần không dãy dụa nữa, xương sống bị chém đứt, muốn động đậy cũng không động đậy được, tứ chi khẽ run rẩy, mắt thấy đã mất nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại cũng đang nhanh chóng trôi đi. Đại khái là bởi nhận thức thay đổi, tin tưởng mình là con heo, vậy thật sự chỉ là con heo. Tiếng heo kêu nổi lên bốn phía, trio Asano nhát gan thét một tiếng chói tai, anh gà đỏ chết rồi, chạy mau đi. Đàn heo lập tức giải tán, chạy tán loạn khắp nơi ở trong hang đá. Một màn này thoạt nhìn vừa hoang đường vừa buồn cười, rất khó tưởng tượng, các thiên tài trẻ tuổi trong trận doanh hợp pháp, có một ngày sẽ lấy loại hình thái này chạy trốn, vừa chạy còn vừa phát ra tiếng thở dốc khò khè khò khè. Nhưng Trương Nguyên Thanh không cười nổi một chút nào, mi cơ to lớn đã buông xuống. Nghề nghiệp lợi hại nữa, đạo cụ mạnh nữa, đều không chống lại được một đao của kẻ địch bây giờ bọn họ là heo một đao chém đầu nói chết thì chết trương nguyên thanh chợt bổ ngã tôn miễu miễu đi qua bên người kêu to đừng chạy nữa đều đến bên cạnh tôi con rối người này chiến lực không cao tôi có tấm khiên có thể ngăn trở nếu tùy ý bọn họ chạy loạn căn bản không bảo vệ nổi buông tôi ra buông tôi ra tôn miễu miễu phát ra tiếng ss cao vút lại gấp gáp bốn vó đạp loạn ý đồ đá văn trương nguyên thanh kêu lên Giao mổ của nhân loại đến rồi không chạy chờ chết sao trương nguyên thanh quát cô cái con heo này chạy loạn ai cũng không sống được lúc này phải đoàn kết một lòng mới có thể sống sót phải phối hợp chúng ta vốn chính là heo mà tôn miễu miễu kịch liệt giải dụa nói nguyên thủy thiên tôn đầu óc cậu có phải có bệnh hay không heo là không biết phối hợp lẫn nhau lúc này con rối người cầm đao đã qua hang động lướt qua ở trong đàn heo tán loạn khắp nơi dừng ở trên thân hai con heo vặn vẹo đánh nhau cùng một chỗ. Tiếng bánh răng chuyển động và trục nối truyền lực vang lên ở trong lồng ngực nó, động lực bành trướng thúc đẩy con rối đao khách bắn người lên, lấy tư thái hổ đói vồ dê, dơ cao chiến đao. Trương Nguyên Thanh rùng mình, vội vàng điều chỉnh thân thể, chi sau cường tráng chống đỡ thân thể, đứng thẳng như người, giơ tấm khiên trắng phía trước. Ken Ti lửa văng khắp nơi Cương đao ở mặt ngoài khiên tử kim chém ra một vết đao nhợt nhạt, tách tách hồ quang màu vàng tím bắn ra ở trên người con rối đao khách không thể ảnh hưởng đến một vật chất trương nguyên thanh quay cùng cả thân heo ra ngoài ngã ván đầu hoa mắt mặt mũi bầm dập các khớp xương con rối đao khách răng rắc liên thanh chuyển động thân thể nâng cánh tay trái nhắm ngay tôn miễu miễu chạy trốn tấm trắng trong bàn tay vạch ra lộ ra lỗ tròn tối om bên trong truyền đến tiếng cơ quan vù vù hai mũi tên ngắn bắn nhanh ra trúng bụng cùng cổ tôn miễu miễu. Con heo trắng nhỏ bé kêu thảm một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi đỏ sẫm hơi nóng nhuộm đỏ thân thể béo trắng. Cô cố gắng giải dụ vài cái, cuối cùng vô lực mềm nhũng gục xuống, hấp hối. Nhìn thấy cái một màn này, nỗi sợ hãi thỏ chết cáo thương nổ tung ở trong lòng đám người quan nhã, triệu thành hoàng, bất cứ ý nghĩ phản kháng cùng chiến đấu nào cũng không còn, bọn họ tuần hoàng bản năng của động vật, tranh nhau lao về phía cửa ra. Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã, tiểu viên bốn con heo trắng chạy song song, xông lên trước nhất. Rio Asano và Hạ Hầu Ngạo Thiên chậm một nhịp, đi theo phía sau mông bọn họ. Ngân giao quận chúa đứng ở nơi xa, quay đầu, không tiếng động nhìn chăm chú vào tất cả cái này, tựa như đang rối rắm là chiến đấu, hay là chạy trốn. Tâm tính tu vi, cảnh giới tinh thần của cô, so với đám người quan nhã mạnh hơn mấy cấp bậc, bởi vậy có thể miễn cưỡng đối kháng bản năng động vật nhưng lại không thể hoàn toàn khôi phục nhận thức dưới ý chí cùng bản năng chống lại ngược lại tỏ ra đần độn như con hưu ngốc ông ông rầm rầm trung tâm bên trong con rối người vận hành hết công suất máy móc vận chuyển tạo ra động lực mênh mông kinh người nó như một chiếc xe thể thao đạp hết chân ga lao về phía đàn heo chạy tới cửa vào rầm 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 tiếng bước chân chạy vội nặng nề mà vang dội trong chớp mắt đuổi kịp đàn heo tung người nhảy nhảy tới hạ hầu ngạo thiên cùng Rio Asano phía sau, bổ một đao về phía quan nhã đằng trước. Một đao này hạ xuống, nhất định đầu một nơi mình một nẻo. Thời khắc mấu chốt, Trương Nguyên Thanh cấp khiên tử kim, bốn vó như bay, cục cục thành dùng dập như mưa rào. Hắn tung người nhảy lên, mang theo thể trọng 100kg, đội khiên tử kim, từ bên cạnh đánh bất ngờ, đánh thật mạnh lên trên thân con rối đao khách. Rầm rầm rầm. Bọn họ quấn quyết quay cùng con rối đao khách mỗi một vòng quay cuồng đều phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề. Trung tâm động lực trong lồng ngực phát ra tiếng vận chuyển tốc độ cao ong ong, con rối người nháy mắt điều chỉnh trọng tâm, khuỷu tay và đầu gối trụ vững mặt đất, cứng rắn ổn định thân thể, nâng tay có ngay một mũi tên. Mũi tên cắm vào chân sau thiên hạ quy hỏa, đầu mũi tên xuyên thấu máu thịt từ mặt trong toát ra. Thiên hạ quy hỏa kêu thảm một tiếng, cắm đầu ngã xuống đất, thân thể dưới quán tính quay cuồng vài vòng, kéo cái chân bị thương, vừa kêu thảm vừa bò về phía trước. Mà đám heo quan nhã, tiểu viên, ở lúc Trương Nguyên Thanh cùng con rối đao khách lao vào đàn heo, liền tan tác rồi. Đừng đi cửa ra, trở về, trở về. Trương Nguyên Thanh cũng muốn chết. Quy luật hành động của con rối đao khách rất rõ ràng, heo ý đồ thoát khỏi hang động, sẽ ưu tiên trở thành mục tiêu của nó. Trong hai phút ngắn ngủn, anh gà đỏ cùng tôn miễu miễu gần chết, thiên hạ quy hỏa bị thương nặng nếu không phải hắn bằng vào khiên tử kim xả thân liều mạng ngăn cản chỉ sợ ba người này đã đầu một nơi mình một nẻo nhưng cho dù như vậy ba người bọn họ chỉ sợ cũng chống đỡ không qua được nguyền rủa chấm dứt người khác thì có thể chết bất cứ lúc nào phải nghĩ cách xử lý con rối đao khách pháo lôi bạo không được móng heo không nổ được súng chù y tử kim móng heo cũng không cầm nổi chù y tử kim hơn nửa thân heo năm thước quá mức vụng về không đủ linh hoạt dựa vào tấm khiên có thể kéo dài hơi tàn, nếu cầm chùi y cận chiến cùng con rối, sợ là sẽ bị một đao chém bay đầu heo. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, con rối đao khách lại cách không trung bắn ra hai mũi tên, một mũi tên trúng bụng, một mũi tên trúng sau gáy. Thiên hạ quy hỏa nhất thời mềm nhũng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ken ken ken. Con rối đao khách không quản hắn nữa, quay người bổ ra cương đao, Bổ Trương Nguyên Thanh liên tục lui về phía sau. Cũng may con rối đao khách cũng không phải loại hình chỉ số thông minh, công kích hung hãn thì hung hãn, nhưng không có kỹ xảo, chỉ biết dùng sức trâu. Cho nên Trương Nguyên Thanh có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mắt thấy Trương Nguyên Thanh gặp ánh đao liên miên công kích, ba con heo nơm nớp lo sợ nhích lại gần, tựa như muốn tới hỗ trợ, lại sợ hãi không dám tiến lên. Chúng nó phân biệt là quan nhã, tiểu viên và ngân giao quận chúa. Đúng lúc này tiếng kèn Sona na đến từng tiếng thê lương từng tiếng cao vút cả hang động đều bị tiếng kèn Sona na lấp đầy thanh âm đến từ hầu bao của ngân giao quận chúa loa miêu vương chủ động ra tay rồi trong tiếng kèn xô na thê lương trong mắt ngân giao quận chúa chậm rãi sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi trong ánh mắt quan nhã tiểu viên bốc cháy lên phẫn nộ cùng chiến ý các cô từ heo nhà sợ hãi nhát gan biến thành lợn rừng nóng nảy phẫn nộ triệu thành hoàng hạ hầu ngạo thiên Rio Asano rút ở nơi xa không dám tiến lên, thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt cũng thiêu đốt lửa giận cùng chiến ý sao động. Cùng lúc đó, thân thể béo trắng của bọn họ bành trướng, từng khối cơ thịt gồ lên, như là bị tiêm vào thuốc cải tạo gen, biến thành heo cơ bắp ma quỷ. Biến hóa như vậy cũng xảy ra ở trên người Trương Nguyên Thanh. Ken Lại là một đao thế lớn lực trầm, tấm khiên văn đốn lửa ra khắp nơi, nhưng lần này Trương Nguyên Thanh không lui, chân gắt gao bám lấy mặt đất, tứ chi tráng kiện chợt bắn ra. Hắn hút thật mạnh vào ngực con rối người. Rầm rầm rầm, con rối người lão đảo một phen. Còn chưa chờ hắn đứng vững, quan nhã từ bên cạnh đánh tới, hút ngã nó. Trung tâm bên trong con rối người vận chuyển tốc độ cao, điều chỉnh trung tâm, đang muốn bật người dậy, quan nhã cơ bắp phát triển dơ móng lên cao cao, đạp vào ngực nó. Ngân giao quận chúa, tiểu viên đồng thời dơ chân, dẫm đạp ở ngực nó, bằng vào thể trọng đè chặt con rối này. Khớp nối khuỷu tay con rối đao khách vang răng rắc, cánh tay giơ lên, lưỡi đao nhắm ngay bụng quan nhã. Đúng lúc này, hạ hầu ngạo thiên cắn một phát vào khuỷu tay, móng trước triệu thành hoàng đạp lên thân đao, dẫm cương đao trở về. Rio Asano thì ở một bên khác đè chặt tay trái con rối đao khách, phòng ngừa nó phóng ra tên bắn lén. Kèn Sona vang từng tiếng, đàn heo chung sức, trong lúc nhất thời gắt gao áp chế con rối đao khách. Thấy thế, khiên tử kim ở tay phải, không, móng phải trương nguyên thanh nóng chảy, chuyển đổi thành hình thái quả bí đỏ nhỏ. Hắn ngoạm cán chù y, như phát cuồng lao về phía con rối đao khách, ngẩng đầu lên cao cao, lại nặng nề hạ xuống. Ken Tấm đồng xanh ở ngực con rối người lập tức lõm xuống, dưới cộng hưởng đáng sợ, linh kiện khuỷu tay, đầu gối các khớp vang lên ong ong. Tay chân nó nhất thời mất đi lực lượng, trở nên rời rạc vô lực đàn heo dẫm ở trên người nó chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tính cả bộ não đều đang chấn động màng tai phát ngứa trương nguyên thanh ngẩng đầu lên lại một chùi y hạ xuống Ken lần này hoàn toàn đánh tan con rối đau khách linh kiện khớp nối phành phành nổ tung trung tâm máy móc ở ngực truyền đến tiếng vang bánh răng sụp đổ trục nối gãy trăng trương nguyên thanh buông lỏng chùi bí đỏ phành rơi xuống đất hắn vô lực sụi lơ dưới đất như kiệt sức thì thào rốt cuộc xử lý xong rồi. Khi nói chuyện, hắn thấy hình thái mấy con heo bên cạnh xảy ra biến hóa, cái đầu trụi lũi mọc tóc ra, mặc vào quần áo, chân hóa thành năm ngón tay. Đặc thù nhân loại đang nhanh chóng trở về. Nguyền rũ kết thúc rồi, chỉ số thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao địa. Mọi người sống sót sau tai nạn, ngoài sự may mắn, nhớ lại từng màn vừa rồi, lại có chút xấu hổ cùng cuộn bắt. So với tiếp dụng minh quỷ một cửa đó càng thêm xấu hổ không biết chui vào đâu cho dù là hạ hầu ngạo thiên dây thần kinh to cũng không khỏi dâng lên các suy nghĩ đại loại như không bằng trở lại tìm cái kẻ đất chui vào trương nguyên thanh trước sau bảo trì ý thức nhân loại vừa đi về phía anh gà đỏ vừa lấy ra quyền trượng sơn thần ném cho quan nhã thúc giục mau 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 cứu người mấy người chưa bị thương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc đều tự chạy về phía thiên hạ quy hỏa tôn miễu miễu cùng anh gà đỏ cứu chữa đồng đội gần chết rất may mắn, bởi vì nguyền rũ kịp thời trôi qua, ba người vốn mạng ngàn cân treo sợi tóc trạng thái trở về, trục lại cái chân bước vào quỷ môn quan. Bị thương nghiêm trọng nhất là anh gà đỏ, xương cột sống nứt gãy, nội tạng bị hao tổn, hơn nữa mất máu nghiêm trọng, cho dù linh lực trở về, trạng thái của hắn vẫn tồi tệ. Vị hỏa sư này suy yếu nằm ở trên mặt đất, môi cùng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, con ngươi tan rã, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim đang làm việc quá tải, cố gắng cung cấp máu tươi cho đại não thiếu oxy, nhưng cái này ngược lại tăng tốc mất máu. Trương Nguyên Thanh lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch màu vàng trong suốt, tiêm vào tĩnh mạch của anh gà đỏ. Cái này không phải sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng không thể cứu lại một thánh giả lâm nguy, đây là sinh mệnh nguyên dịch ban đầu tại gia thanh toán theo giai đoạn. Trương Nguyên Thanh tiêm vào nửa ống sinh mệnh nguyên dịch liền dừng lại, chờ đợi quan nhã đưa tới quyền trượng sơn thần. Nay lượng tồn sinh mệnh nguyên dịch của hắn cũng không nhiều, sau khi giúp anh gà đỏ bước đầu ổn định thương thế, còn lại giao cho đạo cụ tự lành là được. Đau quá, ngứa quá. Anh gà đỏ rên rỉ, mùi vị xương gãy nối lại cũng không dễ chịu, tương đối đau đớn. Xương cột sống nhanh chóng mọc ra, chỗ gãy nối tiếp nhau, máu thịt mất máy sinh trưởng, nhưng còn chưa hoàn toàn chữa trị đã mềm nhũng. Quan nhã khuôn mặt ửng đỏ đi tới, cô đã bước đầu ổn định thương thế của thiên hạ quy hỏa anh gà đỏ không có việc gì chứ, em tới trị liệu cho anh ta. Quan nhã giờ phút này sóng mắt mù sương quyến rũ, má đỏ ẩn như say. Trương Nguyên Thanh vừa thấy trạng thái của cô, liền biết tác dụng phụ của quyền trượng Sơn Thần đã có hiệu lực, lập tức lấy ra gương quỷ, vừa đoạt lấy quyền trượng, vừa đưa gương quỷ qua, thấp giọng nói. Cầm. Quan nhã tuy trong lòng còn tức, nhưng vẫn đau lòng bạn trai, chần chờ một phen, anh tới. Anh có nhật chi thần lực hộ thân, kháng tính đối với trạng thái tiêu cực rất mạnh vừa rồi anh có thể duy trì nhận thức của mình cũng là nguyên nhân này trương nguyên thanh nói phương sĩ đời tần nói hắn có thể bảo trì nhận thức của nhân loại là vì một thân phản cốt không tin số mệnh nhưng trương nguyên thanh tự mình biết tính cách chỉ là một bộ phận nguyên nhân càng nhiều là thuần dương tẩy thân lục rèn luyện hắn thành kim cương bất hoại thân đối mặt nguyền rủa cổ độc tinh thần khống chế các kỹ năng có kháng tính siêu mạnh quan nhã lúc này mới tiếp nhận gương quỷ ham muốn cuồng cuộn nhất thời đè ép xuống thủy triều mùa xuân bình ổn mạch nước ngầm chân cũng không mềm nhũng nữa trương nguyên thanh đem đặt đá quý xanh biết đầu quyền trượng sơn thần ở sau lưng anh gà đỏ hào quang xanh lục nhu hòa sáng lên máu thịt dừng mấp máy một lần nữa sinh trưởng bao trùm xương cột sống thương thế của anh gà đỏ cuối cùng chữa trị bảy tám phần có thể hành động bình thường có thể đứng lên không trương nguyên thanh vương tay Đậu xanh rau má, đi một vòng trong Quỷ Môn Quan rồi. Anh gà đỏ hùng hổ nắm bàn tay hắn, vừa đứng dậy vừa nói lời cảm tạ, may mà có cậu, bằng không thật sự toi rồi, mỗi lần vào phó bản cấp S đều là siết đi dây, sống sót dựa hết vào vận may. Nửa ống sinh mệnh nguyên dịch, nhớ trả tôi. Trương Nguyên Thanh kéo hắn dậy. Anh gà đỏ khoác vai hắn, giao trọng lượng thân thể cho hắn, hào sản nói. Không thành vấn đề, sinh mệnh nguyên dịch tôi cũng có lòng bàn tay lật một cái, từ ô vật phẩm lấy ra một ống thuốc tiêm. Trương Nguyên Thanh chưa tiếp, thản nhiên nói. Ra khỏi phó bản lại trả tôi. Anh gà đỏ bình tĩnh nhìn hắn vài lần, cực ít thấy lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, tôi không nhìn lầm, cậu là người giảng nghĩa khí. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục đơn giản, các đội viên đi đến trước cơ quan vũ khí, đánh giá một phen, tiếp theo vương tay đụng vào thân máy, đọc lấy tin tức. Tên, máy lục xúc. Loại hình, Cơ quan vũ khí Công năng, nguyền rủa dẫn đường tinh thần Giới thiệu, tông chủ mặt tông, căn cứ bí pháp cơ quan mặt gia truyền thừa, dung nhập lực lượng nguyền rủa lực lượng mộng cảnh, kèm theo nhiều loại tài liệu đỉnh cấp tạo thành, có thể thay đổi mệnh cách của tất cả sinh vật, có tác dụng trong thời gian 5 phút đồng hồ, không có hiệu quả đối với thứ không phải sinh mệnh thể. Ghi chú, đạo cụ này không thể mang ra khỏi phó bản. Thì ra còn bao hàm năng lực mộng cảnh, khó trách có thể ảnh hưởng nhận thức của chúng ta rio asano bừng tỉnh đại ngộ mộng cảnh cùng ảo thuật đáng sợ nhất không phải sức sát thương mà là mê hoặc đối với tinh thần nhận thức đáng tiếc không thể mang ra khỏi phó bản bằng không phát tài rồi tôn miễu miểu tiết hận nói được lợi từ sức khôi phục khủng bố của thần dạ du thương thế của cô đã hoàn toàn ổn rồi xảo đoạt thiên công xảo đoạt thiên công nha hạ hầu ngạo thiên thâm tình vuốt ve cơ quan tạo vật vẻ mặt đầy tiếc nuối đáng tiếc không mang đi được nó sẽ không sẽ biến chúng ta thành heo chứ anh gà đỏ đá đá nền lòng còn sợ hãi nói trương nguyên thanh lắc đầu một cửa này chúng ta đã qua hẳn là không có nguy hiểm tiếc nuối là cũng chưa có thu hoạch tốt nói xong hắn nhặt lên mũ đỏ nhỏ thu vào ô vật phẩm khi lại lấy ra đạo cụ này đã khôi phục bình thường trương nguyên thanh sau đó thu con rối đao khách vào không gian mũ trong quá trình vượt qua phó bản, thu hoạch càng ít thứ, lúc kết toán thưởng càng phong phú. Thiên hạ quy hỏa đại nạn chưa chết, hiếm thấy hài hước một phen. Cái này gọi là định luật bảo toàn phần thưởng. Thấy các đồng đội chưa đáp lại, hắn ngẩn ra, không buồn cười sao? Mọi người vừa nhặt về một cái mạng, nào có nhàn hạ thoải mái nghe anh kể chuyện cười nhạt nhẽo. Trương Nguyên Thanh yên lặng xoay người, đi thôi, đi cửa ải tiếp theo. Mọi người yên lặng rời đi theo lưu lại thiên hạ quy hỏa lâm vào trầm ngâm. Cứ như vậy, bọn họ tiếp tục bôn ba ở trong hành lang rộng rãi, khi thì xuống dưới, khi thì hướng lên trên, hốc tường ánh đến lay động, đỉnh đầu không phải vách đá, bọc một tầng trần nhà bằng gỗ, cách mỗi 10 mét có một ống khói, có gió rất nhỏ từ trong lỗ khí ùa vào. Đi hơn 10 phút, anh gà đỏ bỗng nhiên chà chà cánh tay, nói Sao đột nhiên trở lạnh rồi? Là ảo giác của tôi sao? cũng không phải chỉ có hắn cảm thấy lạnh, người khác cũng cảm giác được khí lạnh di động trong không khí, từng tia từng luồng chui vào lỗ chân lông. Không phải ảo giác, là âm khí. Tôn Miểu Miểu nói, phía trước âm khí rất nặng, cực kỳ nặng, so với âm khí đảo luyện thi của học viện Tần Phong còn nặng hơn. Không phải đảo luyện thi, là đảo tim gà. Triệu Thành Hoàng nói, tôi quên rồi. Tôn Miểu Miểu lè lưỡi. Thè đầu lưỡi cái gì, ghê tẩm tẩm trương nguyên thanh dẫn đầu cười nhạo nói cậu lập chữ mới ghê tởm ồ cô sao không dúi mông tôi nữa cậu thấy hai người còn có rảnh rỗi thoải mái đấu võ mồm bọn quan nhã bỗng nhiên không hoảng nữa đội ngũ này cả thảy ba vị tinh quang không sợ nhất chính là âm vật tiếp tục tiến lên trong hành lang thổi lên ngọn gió âm u lạnh lẽo độ ẩm không khí đã tăng lên rồi ánh sáng cũng càng lúc càng sáng đi vài phút nữa mọi người đã thấy cửa ra, ánh mặt trời mỏng manh từ cửa hành lang chiếu vào. Ngoài hành lang là một hẻm núi, vách đá đen sì cao ngất cắm những cây cọc gỗ song song, trên cọc gỗ đặt ngang quan tài một nát, phóng mắt nhìn, ước chừng có hơn trăm cái. Bùng đất hẻm núi có màu nâu đen, không có một ngọn cỏ. Ánh mặt trời chiếu vào hẻm núi, không cảm thụ được bất cứ nhiệt độ gì, ánh sáng cũng là trắng xóa. Cửa hành lang dựng hai tấm bia, một tấm viết, tiết tán, thượng hiền, một tấm khác viết thu thập cựu sơn hà đến rồi trương nguyên thanh dừng bước vẻ mặt có chút ngưng trọng công miễu miểu và triệu thành hoàng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ở trong mắt ba vị tinh quang trong hẻm núi âm khí tràn ngập che mất ánh mặt trời đập vào mắt đều là oán linh nam nữ già trẻ đều có có quân kim mặt khôi giáp cũng có đệ tử mặt trang phục mặt tông có cái mất đầu có cái thất khiếu đổ máu có cái vẻ mặt căm hận có cái bi ai khóc than nhưng ở lúc mọi người đến hẻm núi các quán linh bay ở giữa không trung lượng lờ trên mặt đất kia đồng loạt nhìn lại từng đôi mắt trắng giả dọa người lạnh lùng nhìn chăm chú người bình thường thấy một màn như vậy tất nhiên bị dọa mất vía dù là linh cảnh hành giả trong lòng cũng phải phát lạnh cũng may trừ ba vị tinh quang người khác không nhìn thấy bọn họ còn đang đánh giá quan tài trên vách đá cùng tấm bia đá hà hầu ngạo thiên theo thường lệ phổ cập khoa học cho mọi người Tiết tán chính là phản đối lãng phí thời gian cùng tài phú ở trên thân người chết, thượng hiền chính là chẳng phân biệt sang hèn chỉ cần có tài là đề cử. Tiểu Viên khẽ gật đầu. Tiết tán một tầng hàm nghĩa khác chính là lợi dụng phế vật, mang người chết đi luyện thành âm vật, dùng để trấn thủ cửa ải. Thượng hiền chỉ cần có tài là đề cử, là mặc dù kẻ địch cũng có thể là đồng bạn, sử dụng nó chiến đấu cho mình. Hạ Hầu Ngạo Thiên cả kinh, vỗ tay tán thưởng, lý giải cấp xí nghiệp Nói xong, bên trong hẻm núi nổi lên gió âm mãnh liệt, thổi phương sĩ cơ thể yếu ớt run rẩy một trận. Tôn Miểu Miểu cao giọng cảnh báo, kêu lên, lui về phía sau, tất cả lui về phía sau, quán linh đột kích. Quán linh giống như thủy triều, rợp trời rập đất lao tới. Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng bước lên hai bước, đứng song song với Trương Nguyên Thanh, trong hốc mắt ba vị tinh quan chợt xuất hiện năng lượng tối đen dinh dính, thi triển kỹ năng vệ linh đại quân oán linh tới như thủy triều đồng loạt khựng lại một trận xuất hiện rối loạn thần dạ du áp chế đối với oán linh đã tạo ra tác dụng nếu chiêu hồn phiên mang vào được thì tốt rồi những thứ này đều là lính của tôi công miễu miễu tỏ ra hơi tiếc nuối nói thừa dịp đại quân oán linh bị áp chế ngắn ngủi cô nâng tay chụp về hư không chọc ra một cái đạo bào màu vàng giang kính vết máu vẽ đầy linh lục cô hướng đạo bào thổi một hơi sau đó tung nó lên cao cao nói, thu. Đạo bào bỗng dưng trải ra, sinh ra một vòng xoáy âm khí. Các quán linh thét chói tai hóa thành làn khói, theo tiết tấu của vòng xoáy, hút vào trong đạo bào. Đạo cụ thật mạnh. Trương Nguyên Thanh hâm mộ một phen, đạo bào rõ ràng là một món đạo cụ cực phẩm, tầng cấp cùng phẩm chất đều không phải tôn miểu miểu cấp 4 có thể có được. Nguồn gốc duy nhất chính là phúc trạch của môn phái hoặc trưởng bối. Có một môn phái thần dạ du làm chỗ dựa đúng là tốt, không giống hắn, tiến vào phó bản chuyên thuộc về thần dạ du tổng cộng chỉ vài cái như vậy, đạt được đạo cụ nghề nghiệp của mình cực kỳ có hạn. Trong ô vật phẩm tất cả đều là hàng rẻ tiền lòe loẹt của các nghề nghiệp lớn. Đột nhiên, chỗ cao của hẻm núi truyền đến một tiếng thét chói tai thê lương. Đầu óc mọi người ở đầu hành lang chấn động ong, như là bị người ta gõ vào đầu một côn, xoan mũi chảy ra chất lỏng ấm áp, đầu óc mê muội một phen. trắc Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh nghe thấy một tiếng xương gãy thanh thúy, quay đầu nhìn, đầu Tôn Miểu Miểu vặn đến phía sau, da thịt trên cổ bởi vì tính bền không đủ mà xé rách, chảy ra từng đống máu tươi. Hốc mắt của cô chảy huyết lệ, vẻ mặt động lại ở trên mặt. Đạo bào mất đi chủ nhân thao túng, nhẹ nhàng rơi xuống. Ở trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh, một người mặc áo bào đen, quán linh tóc tai bù xù nhập vào Tôn Miểu Miểu, lấy phương thức đơn giản nhất hiệu suất cao nhất làm cô bị thương nặng. Trắc trắc đầu gối, khuỷu tay tôn miễu miễu, liên tiếp vặn thành cái quẩy. Mà Triệu Thành Hoàng cùng các đồng đội phía sau còn đang mờ mịt, chưa ai có thể cứu cô. Miễu miễu, Trương Nguyên Thanh biến sắc hẳn. Đệt, oán linh huyễn thuật sư. Hắn buộc mồm nói tục, trong hốc mắt một lần nữa toát ra màu đen xì, đưa tay kẹp chặt cổ tôn miễu miễu, bắt lấy oán linh bên trong. Bởi vì có thuần dương tẩy thân lục hộ thể, hắn chịu thương tổn nhẹ nhất, tạo thành mê muội cũng rất nhỏ bé, hầu như là trong nháy mắt khôi phục bình thường. Bởi vậy mới có thể vươn tay giúp đỡ. Vừa chạm đến quán linh trong cơ thể tôn miễu miễu, Trương Nguyên Thanh liền ý thức được đây là một quán linh cấp bậc cao thánh giả đỉnh phong, so với hắn còn cao hơn cả một cuộc giá trị kinh nghiệm. Cảm nhận được áp chế đến từ tinh quan cùng cấp bậc, tinh thần lực của quán linh bành trướng, muốn triển một lần tinh thần đã kích nữa. Nhưng từ đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh bay ra y xuyên Mỹ xinh đẹp, trong con ngươi nhộn nhạo lên vòng xoáy thâm thúy. Mộng cảnh Lực đạo phản kháng của oán linh trong cơ thể tôn miễu miễu càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, dần dần tiến vào mộng cảnh. Bắt lấy cơ hội y xuyên mỹ sáng tạo, lòng bàn tay trương nguyên thanh ngưng tụ hào quang màu vàng ống mỏng manh, ra sức kéo ra bên ngoài. Oán linh tóc tai bù xù, mặc áo bào đen bị kéo ra. Ngay sau đó, hào quang màu vàng ống ngưng tụ thành một cây trường mâu mỏng manh, mảnh khảnh, nhắm ngay oán linh ném ra. Xẹt xẹt, hào quang màu vàng, vàng ống xuyên thủng thân thể hư ảo của oán linh bốc lên cả mảng lớn làn khói y xuyên mỹ ném xong trường mâu trương nguyên thanh lập tức hô to y xuyên mỹ và chủ nhân tâm ý tương thông không chút do dự vương ra cái cổ trắng như tuyết hướng oán linh phát động tinh thần đã kích cũng ngay tại một giây sau oán linh vang lên tiếng thét chói tai chợt im bặt nó ôm đầu đau khổ kêu rên lên lúc này triệu thành hoàng từ trong tinh thần đã kích khôi phục không nói hai lời từ ô vật phẩm lấy ra một xấp phong linh phù vung tay ném ra phong linh phù bắn ra bám ở trên người oán linh giống như bàn ủi nung đỏ hồng đập vào người tuyết bốc lên lượng lớn khói đen quan nhã từ phía sau hai người lao ra nhanh nhẹn như rồng bơi nhảy lên cao cao hướng về oán linh nhảy chém một phát sát khí của kiếm khách đối với oán linh có sức sát thương tương đối cao mà thuật quan sát của cô có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của oán linh Liên tiếp gặp công kích, khí tức của Oán Linh kịch liệt trượt dốc, từ cấp 6 đỉnh phong ngã tới cấp 6 sơ kỳ, nó xông nhanh lên, vừa hướng về vách đá cao ngất chạy trốn, vừa phát ra tiếng thép chói tai. Tinh thần đã kích. Oán Linh may mắn còn tồn tại trong hẻm núi theo nó hướng lên trên bay đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, dung nhập trong cơ thể Oán Linh áo bào đen. Nó cắn nuốt Oán Linh lớn mạnh bản thân, lại một lần nữa phát ra tiếng thép chói tai, lần này không phải tinh thần đã kích, mà là triệu hồi hơn trăm quan tài đặt ngang ở trên vách đá đồng thời xốc lên nắp quan tài cảnh nắp quan tài từ chỗ cao rầm rầm rơi xuống giống như mưa rơi cực kỳ đồ sộ trong quan tài từng âm thi thối rửa xấu xí ngồi dậy răng rắc xoay đầu nhìn về phía tiểu đội bên dưới được lắm tất cả đều là âm thi âm thi phẩm chất cao trương nguyên thanh chật chật liên thanh thực giàu có nha thân là tinh quang căn cứ khí tức có thể phán đoán ra phẩm chất của những âm thi này, siêu phàm cảnh chiếm đa số, nhưng phẩm chất thánh giả cũng không thiếu. Mà đối mặt âm thi, thần giả dạ du không có năng lực áp chế mang tính trời sinh, trấn thi phù trái lại hữu dụng, nhưng đại quân âm thi số lượng khổng lồ như thế, vẻ bùa hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, còn không bằng đánh tan bằng vật lý. Triệu Thành Hoàng cảm thấy khó giải quyết, trầm giọng nói, nghiêm túc chút, kế tiếp có trận khổ chiến. Hơn trăm âm thi, cộng thêm một quán linh cấp 6 chủ trận, cho dù cường đại như tiểu đội người chết, cũng là một trận khổ chiến. Ở trong lĩnh vực của tôi, sao có khả năng để nó kiêu ngạo? Trương Nguyên Thanh nâng tay chọc một cái. Một cái đầu trẻ sơ sinh xuất hiện ở lòng bàn tay. Bộ dáng đứa trẻ sơ sinh cực kỳ đáng yêu, hai má mũm mỉm, da thịt trắng nõn như sữa, lông mi thật dài đang vào nhau, tựa như đang ngủ say. Nếu không phải chỉ có một cái đầu, nó sẽ là baby khiến người ta yêu quý cái đệt anh gà đỏ và hạ hầu ngạo thiên đồng thời kinh hô cùng theo bản năng ôm bụng cậu 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 con mẹ nó sao lại mang thứ này đến anh gà đỏ vẻ mặt khẩn trương chậm rãi lui về phía sau cũng lui về phía sau còn có hạ hầu ngạo thiên quan nhã khẽ nhíu đuôi lông mày biết đây là thánh anh của tạ gia có thể khiến hoàng hoa khuê nữ cùng đại khuê nam thể nghiệm tư vị mang thai làm sao vậy rio asano thấy hai người đột nhiên khẩn trương hơn nửa lộ vẻ mặt sợ hãi, tò mò hỏi một câu. Anh gà đỏ liếc cô một cái, em còn chưa có bạn trai nhỉ? Chưa từng sinh con nhỉ? Rio Asano vừa xấu hổ vừa tức, thầm nhũ người này một chút lễ phép cũng không có, sao có thể mạo phạm thiếu nữ 18 tuổi như thế? Anh gà đỏ hừ hừ nói. Thứ đồ chơi đó gọi là thánh anh, tiếng khóc sẽ làm người ta mang thai. Vù. Rio Asano, tiểu viên, ngân giao quận chúa, thiên hạ quy hỏa tranh nhau lui về phía sau. Cảm ứng được hình ảnh phía sau, Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng. Không muốn mang thai con của tôi, thì bịt tai vào, lui về hành lang. Kế tiếp là thời gian quỷ sinh con. Nói xong, hắn đặt Thánh Anh ở bả vai. Cổ Thánh Anh sinh trưởng ra mạch máu cùng thần kinh, nối tiếp với máu thịt bả vai hắn. Nó bởi vậy đạt được sinh cơ, đôi mắt nhắm chặt chợt mở ra. Đôi mắt đứa trẻ sơ sinh trong suốt hồn nhiên, Ngập nước nhìn chầm chầm đại quân âm thi, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, qua khóc lên. Qua qua. Tiếng khóc non nớt to rõ quanh quẩn ở hẻm núi, quanh quẩn ở trong hành lang, đám người tiểu viên đang hướng chỗ sâu trong hành lang chạy trốn, không thể tránh khỏi nghe được tiếng trẻ con khóc. Một giây sau, bụng bọn họ hơi nhô lên, cũng ở trong vài giây truyền đến thai động, phát ra tiếng trẻ con khóc chói tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, con mẹ nó cậu không thể đợi thêm lát nữa sao? Hạ hầu ngạo thiên viện vào vách tường hành lang, nhảy cẩn lên mắng. Sao có thể để đường đường nhân vật chính ở trước công chúng mang thai, tôi không cần mặt mũi sao? Vừa mắng xong, hắn liền dựa vào bên tường, ông cái bụng càng lúc càng lớn, phát ra tiếng trên rỉ đau đớn. Tiểu viên một tay viện tường, một tay ôm bụng, khóe miệng hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy thể nghiệm mang thai, người khởi xướng còn là nguyên thủy thiên tôn quan nhã vốn là cổng tôn miễu miễu chạy trốn tôn miễu miễu bị vết thương trí mạng tự lành cần một chút thời gian vô lực hành động nhưng tiếng khóc vừa tới cô liền ốc còn không mang nổi mình ốc ông cái bụng tròn như quả bóng dựa lưng vào vách đá đau tới mức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch lông mày cũng nhíu lại một chỗ tôi 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 mang thai rồi biến thái nguyên thủy thiên tôn đại biến thái rio asano chống đau cúi đầu nhìn bụng một bộ dáng chuẩn bị khóc rồi Cô đã thừa nhận nỗi đau mang thai tuổi này không nên có. So sánh với phụ nữ, Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng lần đầu thể nghiệm tư vị mang thai, quả thực tâm tính bùng nổ, tam quan của trai thẳng chịu chấn động mãnh liệt. Hai người sắc mặt xanh bét một bộ dáng muốn chửi má nó, nhưng đứa nhỏ trong bụng quá quậy, bây giờ chỉ muốn dựa vào tường nghỉ ngơi. Chỉ có anh gà đỏ cuột cường viện vách tường lão đảo đi vội, thấy các đồng đội chưa đi theo, quay đầu quát. Đừng dừng lại, Đi mau, đứa nhỏ trong bụng sẽ cướp đi linh lực cùng kỹ năng của các người, không muốn rớt cấp thì mau đi theo tôi, trời xa tiếng khóc thì không sao. Lúc này, bụng các thành viên tiểu đội đã tiếp cận 6 tháng, mặt ngoài cái bụng nổi lên bàn tay nhỏ bé của trẻ sơ sinh, thai nhi trong bụng tựa như muốn phá vỡ bụng bò ra. Linh lực, thể lực bắt đầu trôi đi, kỹ năng giai đoạn siêu phàm cũng từ trong gian bọn họ bóc ra, chuyển dời đến trên thân thai nhi. Mọi người cảm nhận được biến hóa của mình, trong lòng trầm xuống cố nén lục phủ ngũ tạng điên đảo đau đớn dựa vào vách tường lão đảo tiến lên đi vài bước quan nhã đang nghe truyện trên tv audio cv bỗng nhớ tới tôn miễu miễu còn nằm ở tại chỗ vội vàng dừng bước môi tái nhật kêu lên miễu miễu tôn miễu miễu hôn mê cũng chưa thể tránh được vận mệnh mang thai cô đi trước tôi đi cứu cô ấy thanh âm vẫn như chó già của quận chúa truyền đến quan nhã nhìn về phía ngân giao quận chúa thở dốc vài cái thúc giục nói mau mau đi ngân giao quận chúa chạy vội trở về phát lên tôn miễu miễu bụng to như một con báo cái nhanh nhẹn đuổi theo mọi người vượt qua mọi người biến mất ở chỗ sâu trong hành lang các thành viên tiểu đội dựa vào tường đi nhanh hồi lâu tiếng khóc của trẻ con dần dần tụt lại sau lưng cuối cùng không thể nghe thấy thai nhi trong bụng đầu tiên là trở nên an phận tiếp theo mất đi hoạt tính cái bụng nhô lên chậm rãi khôi phục nhưng cơ bụng đau đớn xé rách vẫn theo bọn họ như cũ. Sự đau đớn này ở trong mắt mọi người lại là tuyệt vời như thế. Thai nhi không còn nữa, thật tốt. Không ổn. Ngân giao quận chúa dơ lên cái loa nhỏ, trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người hầu như là theo bản năng ôm bụng, làm ra chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, giống như chim sợ cành công. Anh gà đỏ quay đầu nhìn quanh, thấy cũng không có nguy cơ buông xuống, cũng không có tiếng trẻ con khóc, thở vào, tiếp đó cả giận nói. Cô tự dưng hất hải cái gì? Tôi chưa mang thai. Ngân giao quận chúa nói. Chưa mang thai không phải chuyện tốt. Anh gà đỏ gắt. Âm thi không thể mang thai, vậy nguyên thủy thiên tôn đối phó kẻ địch như thế nào? Ngân giao quận chúa vương tay đoạt lấy hán bát phương cổ kiếm trong tay quan nhã, nhấc chân đi ngay, tôi phải trở về giúp hắn. Đám người triệu thành hoàng khẽ biến sắc, quả thật, âm thi đã không thể mang thai, như vậy nguyên thủy thiên tôn đối phó trăm âm thi như thế nào để cô ấy đi đi quan nhã ngồi xếp bằng dưới đất giọng điệu bình tĩnh công năng của thánh anh nguyên thủy rõ nhất đã bảo chúng ta đi hắn tự nhiên có nắm chắc đối phó âm thi không cần lo lắng không có ai so với cô càng hiểu nguyên thủy thiên tôn hơn đó là người đàn ông cô hiểu tới tận gốc rễ ngân giao quận chúa cách đó không xa bỗng dừng bước quay đầu nhìn về phía mọi người nắm cái loa nhỏ có cái vấn đề muốn hỏi các người. Mọi người nhìn qua. Quận chúa nói, quan nhã, tôn miễu miễu, thiên hạ quy hỏa. Cô lần lượt đọc ra tên mọi người, sau đó hỏi, tư vị bị nguyên thủy thiên tôn làm mang thai thế nào? Mọi người đều trầm mặt nhìn cô, vẻ mặt muốn đánh người. Ngân giao quận chúa tiếc hận vỗ vỗ hầu bao, quay đầu chuồng. Đáng tiếc, chưa lưu lại được điểm yếu này. Âm thi cùng bảo khát máu dương nanh múa vút lao tới, Trương Nguyên Thanh đứng ở đầu hành lang, ở dưới sự bảo vệ của Y Xuyên Mỹ, đâu vào đấy lấy ra bao tay tật phong giả đeo lên, lấy ra quyền trượng sơn thần nắm ở tay trái. Cuối cùng từ kho hàng ban phái lấy ra một hộp trà bằng sắt vuông vức. Trong hũ trà đựng đầy bào tử dạng bột phấn màu đen. Trương Nguyên Thanh ném hộp trà lên không trung cao cao, kích hoạt kỹ năng của bao tay tật phong giả, khống chế luồng khí, cuốn bào tử bay về phía âm thi đại quân lao tới trước mặt. Tiếp theo, Hắn giơ lên cao quyền trượng sơn thần, chống xuống mặt đất. Đốc. Đá quý xanh biếc ở đỉnh chóp quyền trượng phát ra hào quang màu xanh lục lấp lánh nhưng không chói mắt. Trong không khí truyền đến tiếng nổ khẽ, từng mảng thực vật màu đen nhanh chóng sinh trưởng, có dây leo vặn vẹo như xúc tu, hình thái tương tự bạch tuộc hoặc là cây cỏ lan biết mất máy. Những thực vật này tự động bắt giữ âm thi, dây leo như xúc tu gắt gao cắn chặt thân thể lạnh như băng, sau đó tham lam cướp lấy thái âm chi lực. Loại thực vật này tên là cỏ vuốt quỷ, thực vật trong phó bản riêng của thần dạ du cũng hiếm thấy, chúng nó yêu cầu đối với hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, phải sinh trưởng ở bãi tha ma âm khí nồng đậm. Chúng nó không thể sinh trưởng trong đất đai, phải cắm rễ ở trên thi thể, lấy thịt thối làm chất dinh dưỡng. Nếu thi thể tiêu hao hết, cỏ vuốt quỷ sẽ kết ra hạt giống, tiến vào ngủ đông dài đằng đẵng, chờ đợi cơ hội. Sinh mệnh lực của hạt giống rất ương ngạnh, có thể ngủ đông mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm. Bởi vì đặc tính hút thịt thối cùng thái âm lực của chúng nó, thái nhất môn hao phí phí tổn nhân lực cùng thời gian thật lớn, bồi dưỡng lượng lớn cỏ phú quỷ, chuyên môn dùng để bài trừ các hung địa âm khí cường thịnh như bãi tha ma. Bởi vì đặc tính khắc chế âm thi của cỏ phút quỷ, Trương Nguyên Thanh hướng phó Thanh Dương xin một ít. Lão đại đúng là lão đại, chưa bao giờ từ chối hắn đòi hỏi. Ở dưới cỏ phút quỷ dây dưa, âm thi hành động nhất thời trở nên chậm chạp, âm khí dần dần trôi đi, mà chúng nó không có linh trí, thậm chí không biết đi dọn dẹp cỏ vuốt quỷ trên người. Quán linh áo bào đen thấy thế, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai cao vút, như đang truyền đạt mệnh lệnh nào đó. Âm thi đần độn rốt cuộc tí thức, được thứ nguy hiểm cho bản thân là cái gì, cúi đầu dọn dẹp cỏ vuốt quỷ quấn quanh ở ngoài thân. Cỏ vuốt quỷ lấy thịt thối làm đất đai, mà thi thể là không thể phản kháng, do đó chúng nó cũng chưa tiến hóa ra năng lực chiến đấu, hầu như không chút sức chống cự bị nhổ tận gốc xé thành mảnh vụn sau đó tiếp tục lao về phía trương nguyên thanh đầu hành lang qua qua tiếng trẻ con khóc nỉ non vẫn đang tiếp tục những cỏ vuốt quỷ bị xé thành mảnh vụn kia bỗng nhiên sống lại mảnh vỡ nhanh chóng sinh trưởng cỏ vuốt quỷ giống như sinh vật đơn bào phân liệt ngược lại càng nhiều hơn tiếng trẻ con khóc nỉ non giao cho chúng nó năng lực sinh sôi nảy nở mặt khác trong miệng mũi hơn trăm âm thi chui ra những cái xúc tu màu đen, vặn vẹo mất máy, bụng chúng nó nhô lên cao cao, giống như phụ nữ có thai. Nhưng chúng nó mang trong bụng không phải thai nhi, mà là từng đống cỏ vuốt quỷ. Những bào tử cỏ vuốt quỷ kia, bộ phận nhỏ thông qua miệng mũi âm thi tiến vào trong cơ thể, số lượng rất ít, ở trong tiếng thánh anh khóc nỉ non nhanh chóng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh sôi nảy nở. Rốt cuộc ở lúc này bùng nổ. Dọn sạch cỏ vuốt quỷ trên người đơn giản, dọn sạch cỏ vuốt quỷ trong bụng là điều âm thi không thể làm được. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu tính toán, chính là lợi dụng năng lực sinh dục của Thánh Anh để bào tử có hạn sinh sôi nảy nở ra vô hạn cỏ vuốt quỷ, lại thông qua đặc tính của quyền trượng sơn thần, kích hoạt bào tử sinh trưởng, cùng dị hóa chúng nó, khiến nó có sức công kích mạnh hơn nữa. Thấy hiệu quả đạt tới, hắn lấy ra mũ đỏ nhỏ, vung lên chính âm thi lấy tham lam thần tướng cầm đầu từ trong mũ ngã ra trương nguyên thanh phất phất tay phế đi bọn chúng dứt lời một ánh sao từ trong đại quân âm thi dâng lên ngân giao quận chúa từ trong ánh sao hiện thân vung kiếm quét ngang phốc phốc liên thanh mấy cái đầu bay lên ngang trời âm thi không đầu ầm ầm ngã xuống đất tham lam thần tướng dẫn các hào kiệt người chết hung hãn lao vào quân địch quân đoàn âm thi mang cái bụng to không chút sức chống trả từng cái đầu hư thối bay lên Trương Nguyên Thanh nhìn về phía oán linh áo bào đen bay ở không trung, nâng tay ôm trán, nên giải quyết ngươi rồi. Hào quang màu lam đậm từ đầu ngón tay bột phát, nhanh chóng lan tràn cả khuôn mặt, ba màu đen trắng đỏ phát thảo ở miệng cùng mắt, vẽ ra một cái mặt nạ kiệt ngạo bất tuân, tính tình cương trực. Mặt lam, sức chịu đựng tăng lên 50%, được miễn ba lượt tinh thần công kích. Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong, dẫn y xuyên Mỹ phóng lên cao, lao về phía oán linh áo bào đen trong hốc mắt quán linh áo bào đen hiện lên vòng xoáy thâm trầm kéo hai người vào mộng cảnh chút tài mọn y xuyên mỹ giơ tay học thói quen của chủ nhân búng ngón tay tách không gian xung quanh nhất thời trải rộng vết trạng tan vỡ như thủy tinh mộng cảnh hóa giải quán linh áo bào đen không chút do dự ngẩng đầu phát ra tiếng thép chói tai thi triển tinh thần đã kích khuôn mặt trương nguyên thanh sáng lên hào quang màu lam miễn lần công kích này nhật chi thần lực cuồn cuộn hội tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh trường đao hào quang màu vàng ống mỏng manh. Ra sức chém xuống. Thân thể của oán linh áo bào đen nháy mắt chia làm hai nửa, làn khói xẹt xẹt bốc lên. Một âm vật cấp 6 chuyển thành oán linh, hơn nữa không có đạo cụ, căn bản không có khả năng hắn chống lại thân là tinh quang. Hốc mắt trương nguyên thanh chợt toát ra năng lực đen xì dinh dính, há mồm hít một cái, hút hai mảnh tàn hồn vào trong bụng. Phệ linh, trong tòa thành cơ quan khắp nơi đều là cơ quan cùng con rối, thật không dễ gì gặp được một sinh vật có linh trí, nói không chừng có thể từ trong trí nhớ của oán linh, nhìn trộn được chân tướng tòa thành cơ quan diệt vong. Trong thức hải, oán linh tan rã thành dòng lũ cảm xúc tiêu cực hỗn loạn, tà ác, tràn ngập, cọ rửa linh thể của trương nguyên thanh, mang tới đau đớn cùng hỗn độn như tinh thần phân liệt, sau đó bị ý chí của hắn áp chế. Ký ức tan vỡ hiện lên từng màn một, trương nguyên thanh đọc lấy tin tức thân phận vị oán linh áo bào đen này hắn là một vị trưởng mộng sứ hoạt động ở đời tống lúc đó nước kim hùng cứ phương bắc xua quân nam hạ đánh hạ tống triều biện kinh bắt làm tù binh hai vị vua vị trưởng mộng sứ này vì theo đuổi vinh hoa phú quý nguyện trung thành nước kim theo thiết kỷ nước kim nam hạ diệt tống nhưng đã gặp phải nhạc bằng cử đám tướng lĩnh yêu nước phản kháng tiến độ nam hạ chịu cản trở cao tầng quân đội nước kim đạt được một cái mật báo mặt tông ở tây nam không lâu trước đó đạt được một món chí bảo thượng cổ truyền lưu có thể tạo ra cơ quan vũ khí hủy diệt thiên địa vừa vặn có thể giải quyết tình trạng xấu hổ của nước kim vì thế cao tầng nước kim phái sứ giả đến mặt tông mượn bảo vật cũng hứa hẹn sau khi nhất thống thiên hạ tôn mặt tông làm quốc giáo phát triển cơ quan thuật nhưng mặt tông không thức thời chém sứ giả nước kim triều đình nước kim tức giận lập tức điều động người tài ba dị sĩ dưới trướng cùng với cao thủ trong quân có thể nói tinh nhuệ ra hết thề phải diệt mặt tông thủ lĩnh dẫn đội là một vị viễn cổ chiến thần cũng là nhân vật lớn trong quân đội triều đình nước kim vị trưởng mộng sứ này theo thủ lĩnh một đường giết tới đây kiệt sức mà chết bị cơ quan nơi đây trói buộc trở thành linh phó trấn thủ hẻm núi đến đây tuyến kịch tình tòa thành cơ quan mặt tông trương nguyên thanh đã hoàn toàn làm rõ tiếng bước chân khẽ nhưng hỗn độn từ trong hành lang truyền đến các đội viên khôi phục thể lực chạy trở về, bọn họ kinh ngạc nhìn thi thể hỗn độn đầy đất, tuy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn độc lập lưu lại ứng phó kẻ địch thì nhất định có nắm chắc. Nhưng thấy một màn như vậy trong lòng vẫn rung động không kể. Ở trong lòng bọn họ, có thể đơn đấu cường giả hẻm núi, nên là quan phương tứ công tử cường giả tầng cấp đó, là một nhóm người mạnh nhất dưới chúa tể kia. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm được rồi. Trong bất tri bất giác, hắn đã đứng ở đỉnh phong giai đoạn thánh giả. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, tôi để lại cho mỗi người các người một âm thi cấp 5, chờ ra khỏi phó bản, giá trị kinh nghiệm của các người hẳn là đủ khống chế âm thi cấp bậc này. Trương Nguyên Thanh chỉ chỉ âm thi bị tham lam thần tướng cùng bách nhân trảm dẫm ở dưới chân, bụng phình to. Mắt Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng lập tức sáng ngời. Đặt ở Thái Nhất Môn, một âm thi cấp 5, như thế nào cũng phải công huân cấp B mới có thể đổi. Tôn Miễu Miễu tuy không chơi thi, nhưng có thể bán cho đồng môn nha. Thứ tốt trong phó bản cấp S đúng là nhiều. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm khái xong, ván giận nói, sao cậu không giữ lại thêm mấy cái, chia tôi một cái bán lấy tiền nha. Tôi còn nợ mấy chục triệu đó. Câu này hắn xấu hổ nói ra. Quan Nhã hỏi, có thử vệ linh không? Anh đã làm rõ tiền căn hậu quả tòa thành cơ quan diệt vong. Lập tức mang tình báo vệ linh thu hoạch, báo chi tiết cho các đồng đội. Thì ra là thế. Mọi người giật mình, nhưng không kinh ngạc, cái này ở trong dự đoán của bọn họ. Thiên hạ quy hỏa nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên lắc đầu. Tựa như không đúng, nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra rõ nguyên nhân mặt tông diệt vong. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng phó bản chưa nhắc nhở. Lời của thiên hạ quy hỏa khiến tiểu đội người chết lâm vào trầm ngâm, quả thật, dựa theo cơ chế trước đây của linh cảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản sẽ đưa ra tiếng nhắc nhở anh gà đỏ thấy các đồng đội trầm ngâm hắn cũng trầm ngâm một phen sau đó nói tôi cảm thấy cậu tên sĩ nhục của hỏa sư này đang tranh cãi chuyện không đâu thiên hạ quy hỏa tao mày lạnh lùng nói cái đầu trên của chúng ta không phải để trang trí nghĩ một chút linh cảnh sẽ không xảy ra sai lầm như vậy khẳng định là chúng ta sai rồi tòa thành cơ quan diệt vong có nguyên nhân khác anh gà đỏ không phục thì không có khả năng là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cơ chế của là tòa thành cơ quan phải vượt ải, không thể quay đầu, cho nên chỉ có chờ chúng ta đánh bại bót, mới có thể kích hoạt linh cảnh nhắc nhở. Thiên hạ quy hỏa hỏi ngược lại, vậy anh giải thích một phen, trước khi trời tối tiến vào tòa thành cơ quan, nhiệm vụ phụ tuyến này, sau khi hoàn thành vì sao sẽ có tiếng nhắc nhở. Lúc ấy chúng ta đã tiến vào tòa thành cơ quan. Anh gà đỏ suy nghĩ, cái khó ló cái khôn, đó là bởi vì còn chưa đóng cửa. Thiên hạ quy hỏa trong lúc nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Anh gà đỏ ngẫu nhiên vẫn là rất cơ trí đấy. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, có thể là ký ức quán linh áo bào đen mắc lỗi hay không, chuyên môn dùng để làm chúng ta lạc lối. Tiểu viên gật gật đầu, không bài trừ khả năng này. Đội ngũ trầm mặt vài giây, quan nhã nói, nếu anh gà đỏ suy đoán là thật, chúng ta liền nguy hiểm rồi, trong trí nhớ của oán linh, dẫn binh tiến công mặt tông là viễn cổ chiến thần, bóp cuối cùng của tòa thành cơ quan rất có thể là hắn. Không có khả năng. Triệu thành hoàng khẽ biến sắc, chúng ta không có khả năng gặp bóp cấp chúa tể, kẻ địch cuối cùng của tòa thành cơ quan, hoặc là hai tên, hoặc ba tên cấp sáu, hoặc là một tên cấp chúa tể yếu. Mọi người đều xuất thân, danh môn vọng tộc, hiểu biết đối với cơ chế linh cảnh, nhận thức vượt xa hành giả hoang dã. Nếu là phó bản mọi thành viên cấp 6 đỉnh phong, bóp nhất định là cấp chúa tể, bằng không làm sao rèn luyện linh cảnh hành giả, bóc cùng cấp bậc quả thật chưa chắc là đối thủ của linh cảnh hành giả. Nhưng bọn họ chi đội ngũ này, thánh giả cấp 4 chiếm đại đa số, kẻ địch cuối cùng liền không có khả năng là chúa tể. Cân nhắc đến thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai ba tên cấp 6 rất khó tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hắn, bởi vậy bóc tòa thành cơ quan, xác suất đại khái là chúa tể yếu. Quan Nhã nói, ý tứ của tôi là, rất có thể là viễn cổ chiến thần sau khi làm yếu đi, cho dù như vậy, đó cũng là nghề nghiệp tà ác chiến lực đỉnh phong, đội ngũ rất khó thương vong bằng không. Trương Nguyên Thanh nói, buồn lo vô cớ là vô dụng, đi gặp bóp trước một chút đi, theo lý thuyết, chúng ta còn phải trải qua một cửa ải nữa. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một lát, đội ngũ một lần nữa xuất phát, ở trên vách đá mặt phía đông hẻm núi, đã tìm được hang núi đi thông bên trong tòa thành cơ quan. Dọc theo hang núi khúc chiếc tiến lên, khi thì hướng lên trên, khi thì đi xuống, trẻ ngoặt nhiều lần trên đường có rất nhiều thi hài, bọn họ căn cứ thi hài phân tán, tránh né kim độc tên ngầm các loại cơ quan. Càng đi vào trong, cường độ của cơ quan càng cao, độc châm ám tiễn bôi kịch độc tiểu viên cũng không chống đỡ được, cũng mang theo hiệu quả phá giáp. Sau khi cẩn thận tiến lên 15 phút đồng hồ, rốt cuộc đi ra khỏi hang núi, phía trước mở rộng sáng ngời. Đây là một không gian thật lớn hầu như đào rỗng lòng núi, trải rộng nhà lầu phong cách đời tống, tọa lạc có trật tự, con đường phân chia gọn gàng ngăn nắp, nghiễm nhiên là một tòa thành thị cổ đại loại nhỏ. Trong thành nhỏ còn có hệ thống cung cấp nước, thông gió cùng chiếu sáng phát triển, trì thành thị có mấy đầm nước lớn, bên đầm nước là nguồn nước thành từng dãy, cùng với vài căn phòng chứa nước. Phòng chứa nước sẽ mang một bộ phận nước sạch dẫn dòng đến trong lòng sông con người đào ra, cho các đệ tử nước dùng hàng ngày. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.